Trong mùa hè, thời tiết nắng nóng tác động lớn đến chất lượng huấn luyện của bộ đội. Hoạt động dưới cái nắng gay gắt, bộ đội rất dễ bị say nắng, say nóng. Lực lượng quân y toàn quân đã rất chú trọng vấn đề này, nhất là ở các đơn vị đóng quân tại Nam Trung Bộ, khu vực có thời tiết nắng nóng dài ngày trong năm. Ngoài những quy định hướng dẫn chung về đảm bảo sức khỏe bộ đội, một số đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Từ mùa huấn luyện năm 2020, Lữ đoàn Công binh 293 Binh chủng Công binh đã đưa vào sử dụng bia tự động trên thao trường, giúp rút ngắn thời gian thực hiện mỗi loạt bắn từ 15 đến 20 phút xuống còn 7 đến 10 phút. Bia tự động có độ an toàn cao, giúp giảm thời gian hoạt động dưới trời nắng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trưởng bắn. Ưu điểm thứ nhất là giảm sức bộ đội, là bộ đội là không phải là đi phải báo bia bằng thủ công, độ chính xác rất là cao. Khi trúng mục tiêu thì được hiện lên cái màn hình điện tử. Đấy, độ an toàn thì rất lớn. Trong phòng chống say nắng, say nóng cho bộ đội, lều cấp cứu là dụng cụ rất quan trọng và phát huy hiệu quả. Lực lượng quân y của Lữ đoàn Công binh 293 đã tham mưu với chỉ huy các cấp, duy trì thường xuyên việc huấn luyện sử dụng lều cấp cứu, thực hành thao tác phòng chống say nắng, say nóng, bảo đảm có thể xử trí nhanh chóng khi có tình huống xảy ra. Chúng tôi đã tham mưu cho tiểu đoàn, tức là có đủ nước uống cho bộ đội. Trong nước uống chúng tôi sẽ có hòa thêm cái Odeon. Thì chúng tôi cũng đã được trên trang bị xe cứu thương, lều chống say nắng, say nóng và tất cả những cái phương tiện để chúng tôi cấp cứu. Còn tại Lữ đoàn 957, vùng 4 Hải quân, để giảm nắng nóng cho bộ đội trong huấn luyện, đơn vị đã tận dụng hiệu quả hệ thống lưới ngụy trang và bóng mát của cây xanh tại thao trường. Đơn vị chuẩn bị đầy đủ nước uống, giúp bộ đội chống mất nước, giảm nhiệt. Thời gian, phương pháp huấn luyện cũng được điều chỉnh phù hợp. Các cái lưới ngụy trang ở tất cả các cái vị trí luyện tập nằm bắn súng của bộ đội. Rồi căng các cái bạt để cho bộ đội trong quá trình là luyện tập thì về vị trí nghỉ ngơi hoặc chờ đợi là ở trong cái bạt mát hoặc là các tận dụng các cái cây xanh ở thao trường hiện có. Hoa hồng trước gió tung bay tặng người bắn giỏi trong ngày hội thi. Hoa bắn giỏi gắn trên ngực áo các chiến sĩ hôm nay là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có đóng góp của những giải pháp hiệu quả đảm bảo sức khỏe cho chiến sĩ để bộ đội khỏe mạnh, tự tin huấn luyện đạt kết quả cao.